Hey, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Mình nghĩ có một vấn đề mà không phải chỉ riêng mình mà các bạn cũng rất hay gặp phải. Đấy chính là mua hàng bản tính. Ví dụ như bạn đang xem một cái mẫu áo trên mạng chẳng hạn, bạn chắc chắn sẽ mua nó khi đến store. Tuy nhiên thì đến rồi thì bạn lại thấy một mẫu khác đẹp hơn và quyết định mua mẫu đấy trước phải mẫu kia. Mình thế. Hôm qua thì mình có đến An Tiến để mua một cái loa. Tuy nhiên thì sau khi nhìn thấy cái sản phẩm này, các bạn có thể thấy nó có đến 40 giây và là một người hay đi du lịch và cũng như là cần sạc rất nhiều thiết bị như mình, thì trong một phút bốc đồng mình đã lấy luôn cả combo hai cái sạc này, đằng nào thì cũng lấy rồi. Vậy để anh cùng mình review xem hai sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Intro. Ok, bây giờ mình sẽ review cái cục 12.000mAh trước nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây, cái cục pin dự phòng này nó có tên là iWatt. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà thực sự iWatt là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên thì nó gia công ở Trung Quốc. What? Ê, nhưng mà bạn đừng lo, bởi vì ngay đến Apple cũng gia công tại Trung Quốc mà. Trước khi đến với phần mở hộp thì mình sẽ điểm qua một chút về cái phần in ngoài hộp này nhé. Thì ở đây có ghi là nó sẽ có hỗ trợ 4 cái cáp liền ở trong cục pin này và có thể sạc cho hai thiết bị cùng một lúc. Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge của Qualcomm là Quick Charge 2.0 và Quick Charge 3. Và cuối cùng thì đây là cục pin lithium. Ok, mở hộp thôi. Cái hộp này thì mở khá là chắc chắn đấy chứ, bởi vì là mình thấy một số cái cục pin dự phòng mở nó rất là gọp hẹp, cầm rất là sộc sạch. Rồi, nó được đựng trong một cái túi như này. Và hết rồi, chúng ta sẽ có một cuốn sách sử dụng. Có ai đọc sách sử dụng cho cục sạc pin không nhỉ? Rồi, và đến với cục sạc này. Các bạn biết gì không? Khi mà cầm cục sạc này đầu tiên trên tay thì thực sự là nó có thiết kế khá đẹp và gọn gàng. Bạn có thể thấy là ở đây có 4 cái dây, 1, 2, 3 và 4. Ở đây có 4 cái dây, bạn thể bóc ra như thế này. Đó, cái độ dài này khá phù hợp đấy chứ, nó không phải quá dài và không hẳn là quá ngắn. Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái kết nối, bao gồm kết nối Lightning cho các thiết bị Apple, micro USB cho các thiết bị Android và cả Type-C nữa. Đầu tiên thì khi mà nhìn cái cục sạc này thì mình nghĩ nó có thiết kế bằng kim loại. Tuy nhiên thì không, đời cũng như mơ, nó bằng nhựa. Tuy nhiên thì cái phần nhựa này cực kỳ chắc chắn, khi cầm không thấy lỏng lẻo và các bạn có thể nghe này. Đó, tất nhiên nó đang bằng nhựa mà. Ở đây thì trên cục sạc này thì có ghi là cái nguồn ra của cục sạc này là 5V đến 9V và mức là 2A. Có nghĩa là nó đã có công nghệ sạc nhanh, thì khi mà bạn cắm vào các thiết bị như là iPhone thì nó vẫn sẽ sạc nhanh thôi. Còn ngoài ra như mình đã nói ban đầu ấy, thì nó có công nghệ sạc nhanh của Quick Charge là Qualcomm, à Qualcomm của Quick Charge. Ở phần này thì sẽ có một cái nút để ấn, khi mà bạn ấn thì bạn sẽ thấy 4 cái đèn này nó sáng. Đây là cái hiển thị mức pin của nó cũng như là cái mức mà khi bạn sạc vào nó được bao nhiêu thì bạn có thể thấy rõ. Ở đây thì trong hộp nó có ghi là nó sẽ sạc được tối đa cho hai thiết bị và vẫn giữ nguyên cái điện áp. Thì ở đây mình có hai chiếc điện thoại. Đầu tiên là một chiếc iPhone và một chiếc Samsung Galaxy của mình, nó đã bị vỡ màn hình rồi. Ok. Ok, như các bạn có thể thấy thì cả hai thiết bị này đều sạc cùng một lúc. Có nghĩa là không phải là nó chỉ để 4 cái dây làm cảnh. Và tiếp theo chúng ta sẽ mở hộp đến cái sạc iWatt này. Thì đây là một cục sạc cực kỳ nhỏ dành cho thiết bị iPhone. Như các bạn có thể thấy thì ở đây nó có in hình cái cục sạc thấm thẳng trực tiếp vào iPhone. Có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ rất là tốt mà nguồn ra cũng rất là ổn đấy. Nào mình cùng mở hộp thôi. Ok, và sau khi mở hộp thì tất nhiên là chúng ta sẽ có cục sạc rồi. Và lại thêm một quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa. Và cuối cùng là một cọng cáp, đây là một cọng cáp Lightning để cho bạn có thể sạc trực tiếp cho em nó bằng chính cọng cáp này. Và nhìn sơ qua cái thiết kế thì nó cực kỳ nhỏ gọn, bạn có thể thấy là nó chỉ bằng khoảng độ hai cái đầu ngón tay mình thôi.
Cái cục sạc này thì nó có mức dung lượng là 3300mAh. Ở cạnh bên sẽ có một cái nút ấn, khi mà bạn ấn nó thì ở đây sẽ có ba cái đèn thông báo trạng thái pin cũng như là khi sạc. Và bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái cổng Lightning để các bạn có thể cắm các dây Lightning như thế này để sạc cho em nó. Tất nhiên là sạc hay là dây Lightning của bạn cũng được nhá, không nhất thiết phải là dây của nó. Và để sạc các thiết bị iPhone thì các bạn chỉ cần đơn giản là ở đây có một cái đầu và các bạn sẽ rút nó lên. Đó, các bạn chỉ cần rút nó lên và nó sẽ có một cái, ngay một cái đầu Lightning ở đây. Và rất đơn giản, hãy cắm cái đầu Lightning của bạn. Đó, và kích thước nó cũng rất là nhẹ và các bạn có thể thấy là nó bám rất là chắc trên này và không có hiện tượng rung lung lay gì cả. Và thực sự là nó rất là nhẹ, cho nên là khi mà bạn cầm, bạn chơi game thì cũng không có cảm giác là nó đang có một cái cục sạc đang cắm đây. Mà cái trọng lượng của nó không quá nặng để các bạn có thể mang đi bỏ túi, hay là cực kỳ tiện lợi khi mà bạn có thể sạc cho bạn bè nữa. Tuy nhiên là với một cái cục sạc như này thì tất nhiên các bạn phải sạc cho các thiết bị iPhone nhé, bởi vì nó có một cái đầu iPhone ở đây sẵn mà, jack Lightning ấy. Và cuối cùng, ai sẽ là người sử dụng cục sạc này? Nếu bạn là người hay di chuyển và cần sạc rất là nhiều thiết bị thì đây sẽ là cục sạc vô cùng hợp lý với 4 chân lận. Bạn có thể sạc cho thiết bị iPhone này, Android, thậm chí cả laptop nữa. Và nếu như mà bạn là một người hay ra ngoài nhưng mà thời gian rất là ngắn thì một cục sạc nhỏ gọn sẽ rất là phù hợp cho bạn, bởi vì nó không quá nặng nề, cũng rất dễ cầm nắm. Và thêm nữa là cực kỳ chắc chắn, khi cắm điện thoại bạn không cảm thấy gì hết. Và thế thôi. Nếu bạn thích video này của An Tiến thì đừng quên ấn like và subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.